Chị đây. Mà trong khi em với Mỹ con chào chú Vũ Linh giỏi quá, chửi hết cả gia phả luôn. Không em, không, em nói gì là bậy rồi em. Cái này là tao chửi cá nhân, tao chửi từng người thôi. Chứ sao gia phả được. Nói vậy. Ê, nó nghe nè. Cái chữ vỏ và cái chữ lê á, nó không có chung một cái gia phả được. Hello. Em hiểu tiếng Việt không? Em biết tiếng Việt không? Ừ. Cái này tao chửi cá nhân thôi. Ai sai ai quấy với tao, ai chửi tao thì tao chửi lại thôi. Lúc đó nói chung là tao cũng không có tính chửi gọi là nhiều đâu. Không không có tính gọi là lôi quá nhiều chuyện để nói đâu. Nhưng mà tụi bay không có coi tao là con người nữa thì tao không có còn gì phải cả nể tụi bay nữa hết, hiểu không? Không có còn gọi là cái gì gọi là tình nghĩa, nghĩa tình hay là cái gì nữa rồi. Tao không có coi như là cái gì đây, không còn có gì phải cả nể nữa hết trơn á. Một tết đầu vàng nó luôn. Trời ơi, chắc đâu giọng chữ nè, có thành nhạc chuông. Nói cái miệng á, nói cái miệng thì giỏi lắm. Ăn đồng tiền chính xác người chết, lợi dụng lai chim bán hàng. Nó nghe nè, mẹ nó chết 2 năm rồi đó, tiền vàng có phải trả chưa? Trả chưa? Hả? Nói được cái câu ăn tiền chính xác người chết mà. Sao mẹ nó chết 2 năm mà tiền chưa trả? Tiền vàng chưa trả. Rồi tiền của gì ta cũng chưa trả, nó hơn 100 triệu chưa trả. Trả chưa? Hả? Tại sao nó cái miệng giỏi quá vậy? Cái gì mà dữ vậy không biết nữa. Đúng chưa? Tiền cũng không trả, vàng cũng không trả, tiền vàng của mẹ ta cũng không trả, tiền của dì ta cũng không trả luôn, một cắc cũng không có. Thì tại sao nói được cái câu đó? Hả? Một đồng cũng không lòi ra. Bà đã chết 2 năm rồi, một cắc cũng không có. Cũng không có một tiếng nói. Họ buộc sẽ nói giỏi lắm mà. Úp một cái tuốt. Hình như là tôi nhớ là có úp một cái tuốt nói là cái gì thiếu nợ ai thì sẽ trả hết. Rồi trả hết cho tất cả những người đang thiếu nợ. Trả chưa? Trả chưa? Ăn tiền chính xác chết mà. Chửi người ta là ăn tiền chính xác chết mà. Là sao mình chưa trả nợ? Nợ mình còn rất là nhiều. Ha? Hãy trả đi, nếu mình còn lòng tự trọng của một con người. Hãy trả đi, biết nói người ta, biết chửi người ta thì hãy trả đi. Bơm sống sao để cho cha tự vậy bơm. Nó nghe, nó nói mày nghe nè. Ở đây không có nhu cầu gọi là nói thẳng luôn, nói dùm luôn á. Không có nhu cầu cần cha luôn á. Thật sự luôn á. Chả có lo nuôi em ta một ngày nào hết. Mà chỉ có báo thôi, thật sự á. Chính mắt tao chứng kiến là từng dòng tin nhắn nè. Ba ơi bơm mơ cho ba xin tiền. Bơm mơ cho ba xin tiền rồi tùm lum la. Trời nhiều lắm. Nhiều lắm ha. Xin tiền rồi tùm la hết trơn. Con này nó đi phụ. Nó đi phụ làm cái gì. Diễn gì lập lực là cái gì bên này. Đổi cỏ hả? Không. Dũng Tàu á. Là cái gì? Phan Thiết. Phan Thiết. Nó đi phụ lúc đó còn phụ gạt ở Phan Thiết á, một đồng cũng không có nữa. Lúc đó em mới học xong lớp 12 à, thì đi kêu đi ra phụ đoạn qua Phan Thiết đi 2 tuần mà không có một cắt nữa, không có tiền ăn hủ tiếu gõ luôn á mọi người. Lúc đó em mới học xong lớp 12 rồi, em phải xin chị Mớm, em phải gọi điện vô cho chị Mớm em cầu cứu chị Mớm đó. Chị Mớm ơi gửi tiền cho em về xe đi. Lúc đó em mới học xong lớp 12, em chưa có việc làm, em còn đang đi học đó, được học về làm cái kia em đi vậy đi rồi đi theo đi rồi cho được nhiều cho cái cũng đi theo làm vậy. Trời ơi, em ở đó hả gần một tháng trời không cho em 1.000 luôn cả nhà. Đến nỗi em phải gọi điện cho chị Mớm chuyển tiền ra cho em về xe. Mọi người có thấy á, gọi là con bơm á, từ hồi đầu tới bây giờ có bao giờ mình lên một cái like nào mà nó chửi ba nó hay là nó nói ba nó một cái gì gọi là quá đáng không? Không hề. Nó không hề, nó rất là còn thương ba nó. Tuy nhiên, mọi người giờ mày đi, ổng làm được gì cho nó không? Ổng nuôi nó được ngày nào, ổng lo cho nó được ngày nào. Một miếng cơm, một bát phở đâu chưa? Chưa hề có. Mà đòi từ người ta, đòi từ tôi nữa. Ủa, cái gì vậy trời? Đi nghe lời. Tự nhiên đòi từ cháu là gì vậy ông nội? Làm sao cái gì trời? Nghe lời con ở dơ khùng điên đó rồi hả? Làm tùm bậy tùm bạ, nó pha cho uống ba cái tùm bậy tùm bạ. Còn lên nói ngại nó bùa.
Đó. Ở đây là ta có sao ta nói vậy thôi à. Lên nhà ngoại này kia, trong khi hồi xưa hả, lúc mà gần bán nhà từ đường nó lên nhà ngoại em ở gần cả tháng trời, ngoại em cũng ăn lo uống, lúc bà ngoại thì mất rồi, lúc bà ngoại còn sống ngoài cũng thương lắm. Tao đang chửi cho nghe luôn, nó vô đi. Rồi em phải lấy xe đạp điện, lúc em đi xe đạp điện đi học em chở đi đi quay quảng cáo, đi quay từng cái quảng cáo rồi đi phim, em lấy xe đạp điện em chở đi, lúc đó đâu có xe đâu. Rồi sau này em nghe nói là chị mớm nha cũng cho tiền đi để mua chiếc xe máy để đi đây với phim này nọ. Cũng chị mớm đó. Trời ơi, hồi đó sao mấy nó không kể? Cái lúc mà lo nó còn khổ kìa, mấy năm về trước luôn nó khổ. Không có tiền có bạc mà nó còn cho con quỷ cái kia hả tiền để mà mua xe. Mua xe để đi làm đó mọi người. Mà bà mớm không có kể em nghe nha. Cái này là cái bà thời... kể cho em nghe chứ bà mớm không hề kể. Không là... kể lời tao cho này cho kia. Bà mớm không hề kể. Bà cho bác ông trong thầm lặng. Con nói mà cho này cho kia. Nó không kể. Không có âm sầm đâu mọi người ơi. Mà thời điểm đó còn giấu nữa. Thôi tao cho đừng kể. Thời điểm đó ai cũng khổ hết trơn. Tại thời điểm đó là mới dọn ra nhà từ đường ra ngoài ở. Là không có tiền bạc gì trơn đó. Xong rồi hả Lon nó mới cho tiền mua chiếc xe để mà lúc đó làm chắc mới vào nghề à, chắc tầm khoảng mới vô thì chắc tầm khoảng một năm hơn thôi à, không có lâu. Đi học thì nở lòng nào lên nói vậy đó, chịu nổi không? Em đâu tính nói ra đâu mọi người, tự nhiên em vô tình em thấy được rồi. Lượm con của người ta về nói là con ruột, còn con mình thì từ mặt luật nhân quả sẽ đến nhanh, đúng rồi đó chị. Trời ơi, cái thằng ớt ơi, nãy nó lên nhận là con ruột. Con gái mình thì đòi từ mà. Trời ơi, chắc thằng kia chắc nó cũng làm ở đợ cho đó. Không, chắc quỷ cái ở giờ kia nó bỏ, nó thổi ba cái bùa ngải gì vô mặt đó. Nó vậy là đó. Nó pha cho ba cái đồ dơ đó, uống là gì đó. Uống vô mà khùng mà điên. Hello bé Bân, hello Võ Việt Bân. Chào bé yêu. Hello Bân Bân. Bán hàng đi quỷ ơi. Quỷ này mắc cửa để xếp ra nhà mình sẽ nghĩ lên sản phẩm nha mọi người. Ngưng xíu à, em ngưng xíu à. Em ngưng xíu hồi em chửi nữa nha. Em ngưng tầm khoảng 15 phút đi. Giờ nè em có anh nội này nè. Gì đây? À không, cái cũ rồi. Điêu còn hơn mặt chơi chán, chơi chẽn. Ờ đúng rồi, nó quá, thật sự là quá chơi chẽn. Mọi có nhiều cô chú đến đây mua hàng nói sao em với Mỹ không lên tiếng. Thôi em không lên tiếng chi, mọi người ai cũng em nhìn không có lên biết rồi. Em không có lên tiếng tại nhiều. Tại vì á, khán giả yêu thương bác Năm á, toàn là những anh chị cô chú lớn tuổi rồi. Người ta nhìn ta biết liền. Người ta nhìn tụi em người ta sẽ biết. Đâu cần tụi em phải nói đâu mọi người. Ta nhìn tụi biết, người ta biết ai sống xa làm sao ta nhìn ta biết mà. Tụi em đâu cần nói nhiều. Nào đáng thì tụi em mới nói thôi. Dạ em chào anh Nguyễn Tấn Nhật nha. Giống như cái chuyện này em thấy mắc cười. Trời ơi. Thì có sáng này em nghe coi nó nói mà em chào máu luôn. Em tức dễ sợ tức luôn á trời. Mà không biết gì đâu nha. Chửi em biết gì đâu nha. Giật nợ éo chả, bán thì báo thì giỏi. Ờ đúng rồi đó. Giờ người ta chỉ có bán như là báo thôi chứ chắc trả chắc không trả đâu. Hay nhất là mấy cái chỗ mà ăn không mới có hay lắm. Ờ hay nói người ta vậy đó. Tại sao mà có thể ăn không mới có, đặt điều vận chuyển. Sao mà có thể nói được như vậy? Thay đổi trắng đen nói thì nói kia. Ờ mày không có đâu, mày không có gì đâu, mày hiền khô à. Mày là bụt sống đó, mày là Phật sống, mày là Phật bà sống, mày là tiên là Phật rồi. Ở đây là quỷ là ma hết cho. Thấy mọi người thấy chửi trên mạng không? Đó là thấy có như 1-2 phút thôi đó mà thấy ghê vậy rồi. Thì mọi người nghĩ ở ngoài cỡ nào nữa, tụi em phải gánh chịu còn cỡ nào nữa. Hiền khô à, cái mặt mày hiền khô à. Cái mặt của mày là 10 điểm luôn. Không có còn gì cái bàn cãi nữa hết trơn á. Mặt mày hiền khô à. 10 điểm không nhân luôn á. Không có nhân luôn á. Rồi đây chị cho lên này chút. Bây giờ mất chữ quá. Đợi xíu còn chữ nữa không sao mọi người, đợi xíu đi. Chút chữ nữa cho mọi người nghe em tay chút. Rồi ha. Đây là cái combo sản phẩm mà bên em vẫn bán đang chạy nhất.